Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới. Mẫu nhà một tầng mang mã số BT1132. Đây là mẫu nhà được chúng tôi hoàn thiện thiết kế vào tháng 1 năm 2020 cho anh Long, địa chỉ ở Phú Thọ. Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào chi tiết thiết kế của ngôi nhà. Với yêu cầu đưa ra là trên mảnh đất rộng của gia đình khoảng 400m², mỗi chiều rộng khoảng 20m, anh Long muốn xây dựng một ngôi nhà một tầng phong cách tân cổ điển với mức chi phí đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng. Với một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 3 phòng ngủ và 2 vệ sinh. Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi xem bản vẽ thiết kế phối cảnh nội thất. Như các bạn thấy ở trên màn hình, ngôi nhà được thiết kế theo kích thước phủ bì một chiều là 12m, một chiều là 15m. Diện tích sử dụng là 150m². Đây là phòng khách rộng khoảng 35m², trong đó diện tích kê bàn ghế khoảng 20m², diện tích sảnh đệm khoảng 15m². Phòng khách được chúng tôi bố trí với hai cửa sổ lớn, rất thoáng mát. Bên trái là phòng thờ nhỏ rộng khoảng 8m², được bố trí liên thông với không gian sảnh đệm. Phía sau phòng thờ, vị trí âm tường các bạn đang thấy hai bàn học của hai con nhà anh chị. Anh Long cho biết vợ anh là giáo viên dạy toán, chính vì thế anh cần thiết kế một nơi đặt được bàn học cho hai con tại khu vực sinh hoạt chung, để anh chị có thể theo dõi và giảng dạy việc học hành của con dễ hơn. Đây cũng là nơi đặt máy tính chung của gia đình, khi cần tìm kiếm thông tin hay đơn giản lên mạng giải trí cũng rất thuận tiện. Đây là không gian bếp và phòng ăn, được ngăn cách bởi một cửa kéo ngang kính thủy lực. Việc này giúp nấu nướng không ảnh hưởng đến các không gian còn lại trong nhà. Diện tích của khu nấu khoảng 13m², thiết kế có cả bàn đảo bếp. Phía trước có một cửa đi thông ra sân bên ngoài, bên trái có mở cửa sổ lấy sáng. Rất hợp lý đúng không các bạn? Diện tích sinh hoạt chung nơi đặt bàn ăn khoảng 21m², khá rộng rãi và thoải mái. Đây là 3 phòng ngủ. Diện tích từ 13 đến 18m², với phòng ngủ chính của gia chủ có vệ sinh riêng khép kín. Đây là phòng ngủ của rộng 17m², được thiết kế với 2 giường đơn cho hai con trai của anh chị. Phòng ngủ còn lại để trống cho thi thoảng ông bà nội dưới quê lên chơi với con cháu nghỉ ngơi. Đây là 2 vệ sinh, diện tích từ 3,6 đến 4m², trong đó có một vệ sinh chung cho cả nhà rộng rãi sinh hoạt. Vừa rồi là những giới thiệu cơ bản phần thiết kế không gian trong nhà. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng xem phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh các bạn đang xem là góc phối cảnh chính của ngôi nhà. Với số tiền trong khoảng 1,3 tỷ đồng, anh Long cho biết anh rất thích các mẫu nhà tân cổ điển, vừa sang trọng lại cực kỳ bền mẫu không sợ lỗi mốt. Chính vì vậy chúng tôi đã thiết kế nhà anh Long theo kiểu tân cổ điển kết hợp mái Nhật. Sử dụng 3 tông màu cho công trình là màu trắng của tường, màu xanh của ngói và màu sơn giả gỗ. Chúng tôi đã khéo léo kết hợp để tạo ra một công trình nổi bật và thu hút. Sảnh chính ngôi nhà được thiết kế với hai hệ cột vuông và tròn kết hợp, bên trên cuốn vòm cong mềm mại. Xung quanh góc tường được đắp trụ giả giúp ngôi nhà cứng cáp, khỏe khoắn. Chân đế công trình được ốp gạch màu đen vân đá. Cổ trần và chân tường được phối màu sơn giả gỗ giúp công trình trở nên bắt mắt hơn. Vị trí chúng tôi đánh dấu là sảnh phụ từ bên ngoài đi vào bếp. Phía trước chúng tôi thiết kế một hệ nan bê tông sơn giả gỗ trang trí, bên trên lợp kính che mưa nắng. Rất đẹp đúng không các bạn? Xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác của ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT1132. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé. Đừng quên nhấn vào nút theo dõi kênh Nhà đẹp 274 để không bỏ lỡ những video mới của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.